cái nào nhỉ? 140 em. Một bên hả? 80. À, Tiến Tuấn muốn hello chào anh em. Tiến Tuấn muốn nhân cái cơ hội mùa dịch này, các bạn ở xa, các bạn ở nhà, nhiều anh em nghỉ đóng cửa hàng. Tiến Tuấn muốn chiếu một cái blast, anh em học trực tiếp qua hình video. Và Tiến Tuấn sẽ chỉ từng chi li, từng chi tiết cách hoạt động lên tất cả những loại đời xe. Theo anh em có ok không? Nếu ok thì anh em nào ok thì anh em cứ sắp xếp và Đình Tuấn sẽ cho một cái link. Các bạn có thể học qua tất cả clip video trực tiếp như thế này và Đình Tuấn sẽ chỉ và cấp tài liệu anh em từng chi tiết, từng chi ly, bắt tất cả những ban bệnh, cắt đo kiểm, cắt giả lập những xe đề từ bị đề cắt cắt, anh em phải kiểm tra bao nhiêu bước. Nếu anh em nào thấy ok thì cho xin một like nha. Và tất cả màu dây và chức năng hoạt động có nhiệm vụ làm cái gì thì Tuấn sẽ chỉ đọc từng màu dây, từng chi tiết một cho anh em qua màn hình video trực tiếp như này. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì Tuấn tính làm một cái này để cho anh em ở xa ai có điều kiện học. Ở nhân cái mùa dịch thế này, anh em mình ai cũng ế ẩm đóng cửa hàng thì nhân cơ hội này chúng ta cùng nhau giản dối nghiên cứu về hệ thống FI để sau mùa dịch anh em tiếp tục hành trình những con xe hệ thống đề từ phun xăng điện tử. Nếu anh em nào ok thì các bạn có thể tham khảo và anh em góp ý thì Tuấn sẽ chiếu bằng những cái đèn sáng nhất rọi trên cái mô hình và trên xe, bà đảm phải lòi từng sợi điện từng màu. Và một con xe như thế này yếu tố cần bao nhiêu sợi dây điện ở trên IC để kích hoạt được con xe này để nổ, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn anh em nhiệt tình luôn. Bất cứ một dòng xe nào nếu anh em thích thì Đình Tuấn sẽ hướng dẫn tận tình. Một con IC tương tác 33 sợi dây như thế này, nhưng nhiệm vụ của nó trong này như có 27 dây đúng không, nó bỏ 26 dây, bỏ 7 dây. Nhưng bao nhiêu sợi dây yếu tố để nổ và kích hoạt con xe này, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn anh em luôn, tất cả cả kể cả xe điện tử đấy. Còn bao nhiêu sợi dây anh em loại trừ bỏ hết không quan trọng, nếu hệ thống báo lỗi thì mình biết rồi. Mục tiêu Đình Tuấn hướng dẫn ra một con IC này anh em cần bao nhiêu sợi dây điện để cho nó nổ, con xe kích hoạt lại nổ ok. Còn vấn đề nổ được bị hụp ga thì cái đó báo lỗi, trên này Đình Tuấn không nói nha. Báo lỗi Đình Tuấn sẽ chỉ và hướng dẫn anh em cách xử lý và giả lập nó. Còn yếu tố thì Tuấn muốn hướng dẫn cho anh em là một con IC tương tác 33 sợi dây, nhưng cần bao nhiêu sợi dây để kích hoạt con xe này nổ. Chỉ cần không bao nhiêu sợi đâu. Nếu anh em nào ok thì các bạn có thể tham khảo. Thì Đình Tuấn sẽ dùng cái điện thoại và tất cả bóng đèn siêu sáng và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn anh em từng chi tiết. Nếu anh em nào ok thì các bạn có thể vui lòng, cái này phải vài người Đình Tuấn mới dạy một lần. Thì Đình Tuấn sẽ úp hết lên tất cả cho anh em vào một cái giờ để anh em sắp xếp để anh em học từng hoạt động, từng con giá trị, từng con cảm biến và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn anh em cắt đo luôn, học từ bước cơ bản. Và đặc biệt trên cái mô hình này và trên xe thì Tuấn sẽ dựng hai con và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn tận tình lúc đầu đo kiểm tất cả những con cảm biến và những cảm biến này vị trí trên xe nằm chỗ nào có nhiều anh em vẫn chưa biết luôn. Đơn giản lúc nãy lại có một bạn hỏi là con này Đình Tuấn là chiếu cái mô hình là cảm biến nhiệt độ ECT nhưng anh em lại không biết chỗ nào, thì Đình Tuấn sẽ hướng dẫn cái này vào trên một con xe ở vị trí nào thì Tuấn sẽ soi căng đét cho anh em. Và nhiều anh em cũng không biết cái con này là con gì luôn, VS nhiều anh em không biết, thì Tuấn sẽ nhiệt tình nếu anh em nào tham gia có khoảng vài người. Đó là cái đam mê. Và học tất cả xong xuôi
thì anh em sẽ được cắt đo kiểm trên cái xe đề từ này. Đề cạch cạch có bao nhiêu nguyên nhân xảy ra và yếu tố phải hư hỏng như thế nào thì anh em sẽ biết luôn. Và cắt không có rờ le chính và rờ le đề khởi động sạc thì các bạn phải nối tắt làm sao, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn tận tình từng chi li từng chi tiết. Nếu anh em nào ok thì các bạn có thể chia sẻ, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn luôn. Một con IC này theo anh em yếu tố bao nhiêu sợi dây điện để nó kích hoạt nổ bình thường, anh em có thể comment bên dưới nhé. Đấy. Một cái xe này để yếu tố bơm xăng đánh lửa kích hoạt đề cần bao nhiêu sợi dây để cho xe này khởi động nổ luôn. Kể cả cái xe lít 125 này cần bao nhiêu sợi dây để cái xe này để nổ, và Đình Tuấn cũng hướng dẫn cho các bạn nhiệt tình. Tài liệu Đình Tuấn sẽ phát cho anh em tới tận tay. Anh em chỉ cần chọn cái đời xe ra và đánh dấu cho Đình Tuấn có bao nhiêu chức năng để khởi động con xe này nổ. Nếu các bạn nào có nhu cầu, các bạn inbox Đình Tuấn sẽ giúp nhiệt tình nhé. Nhiều lúc anh em thấy thời gian này nhiều lúc anh em gọi hỏi Đình Tuấn tư vấn mà nhiều lúc anh em còn rất hạn chế về hệ thống FI. Thì kế tiếp nếu anh em nào tham gia, Đình Tuấn sẽ chỉ nhiệt tình luôn. Và một con xe này có bao nhiêu nguyên nhân gây ra hộp ga thì Đình Tuấn sẽ chỉ các bạn luôn và anh em. Ban tối mà dọ như này là căng đét rồi đấy anh em. Da màu dây luôn, cái này là ban tối nha. Hiện tại bây giờ đang là 6 mấy giờ nhỉ? 5 6 giờ, 6 giờ gì đấy. Đấy, Đình Tuấn sẽ lấy đèn và dọi cho anh em từng màu dây cực đét. Nếu anh em nào tham gia phải vài người Đình Tuấn sẽ hướng dẫn, bây giờ Đình Tuấn mới giới thiệu thôi. Không đủ vài người Đình Tuấn sẽ không hướng dẫn được. Như thế này thì anh em quá nét rồi đúng không? Thế đơn giản thôi, đây một cọc xích tốp tay. Nó ra và điện vào. Dây màu gì thì anh em nhìn thấy quá nét rồi, chưa kể là những con cảm biến. Đấy. Chỉ cần Đình Tuấn hướng dẫn từ xa, anh em có tài liệu ghi chép vào là xong. Thì anh em hiểu được cái cơ bản, anh em hiểu về cách kiểm tra, về những giá trị cảm biến và anh em giả lập được nó. Thì những cái ban bận còn lại Đình Tuấn sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cái con xe này phải kiểm tra từ đâu và bắt nguồn như thế nào để kết thúc nó. Cái này ban tối mà Đình Tuấn dọi như này thì anh em có thấy đường không? Quá nét đúng không? Đấy. Đình Tuấn sẽ lấy cái quay để làm định vị cái điện thoại này không rung cho anh em học luôn. Căng đét. Để anh phụ dọn cho. Thì anh em sẽ làm được trên một cái mô hình đề từ Đình Tuấn hướng dẫn từng màu dây. Thì anh em sẽ làm được tất cả xe đề từ. Còn ban bận một cái dòng xe đề từ A Black hoặc SH nó hay gây ra ở chỗ nào, và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nhiệt tình, kể cả khóa Sherman Key. Và trên mô hình này màu dây nó đã lòi hết cả ra rồi. Cái quan trọng là anh em phải biết màu dây, đọc cái màu nào nó nhiều hơn thì anh em sẽ đọc trước, và cái màu nào ít hơn thì anh em đọc sau, gọi là sọc. Để Tuấn sẽ soi ba lát cho anh em coi căng đét 6 sợi dây CKB này không. Kể cả anh em hồi giờ chưa va chạm với FI các bạn cũng có thể học được. Kiểm tra từ cái lốp. Đấy. Thì Tuấn sẽ lấy bóng đèn và dùng cái điện thoại nét nhất có thể quay cho anh em học trực tiếp luôn. Cái này mà anh em không học được nữa, không làm được nữa thì Đình Tuấn xin thua. Bởi vì Đình Tuấn quá nhiệt tình. Nếu anh em nào có nhu cầu. Căng đét anh em thấy không? Xanh sọc cam. Đấy. Đây là hồng sọc trắng.
trên một con xe nó đã lòi hết ra đây. Đình Tuấn lúc đầu là sẽ dạy anh em trên mô hình và sau này sẽ kết thúc trên xe. Kể cả VS tốc độ. Cái này là ban tối mà Đình Tuấn nó soi nét như thế này thì anh em biết là điện thấp vào thì anh em phải nhìn nét nét. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì nên tham gia. Soi luôn. Đấy anh em thấy không? Rất nét. Và một con xe này tương tác tiếp tục có 33 chân IC, sử dụng bao nhiêu sợi dây để kích hoạt cho đánh lửa, cho bơm xăng, bù lăng quay phà phà. Nếu anh em nào ok, anh em nào kêu bạn bè ở xa cùng chí hướng bạn bè thân, nếu đủ vài người tham gia, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn nhiệt tình qua clip video trực tiếp cho anh em luôn trong cái nhóm để chúng ta lại học. Để đây anh dọn đi. Thì anh em cứ làm được một con xe này thì tất cả xe điện tử sẽ giải quyết như nhau, bởi vì hệ thống làm việc đều như nhau hết. Chẳng qua xe đời mới bây giờ chỉ có trang bị thêm cái ổ khóa thông minh Smart Key và có hệ thống ABS một chút xíu nữa thôi, còn tất cả nó đều hoạt động như nhau. Đó là điện tử. Còn Đình Tuấn sẽ dùng con lít A Black và AB 2011-12 rồi SCR, thì Tuấn sẽ hướng dẫn anh em trên này có bao nhiêu sợi dây nó chạy từ đâu, thì Tuấn hướng dẫn cho các bạn bài bản từ đó luôn. Anh em thấy nét không? Anh em comment bên dưới đoán đi, một con IC này cần bao nhiêu sợi dây để cho kích hoạt đèn nổ nha. Yếu tố cần bao nhiêu sợi dây để con xe này nổ, anh em có thể comment bình luận phía dưới. Nên Đình Tuấn tại sao muốn hướng dẫn cho anh em biết là một con xe này yếu tố mang vào các bạn phải kiểm tra nhanh nhất làm sao khi con xe không nổ. Nhưng nhiều anh em các bạn chưa hiểu, các bạn phải cần yếu tố rất nhiều con dây vô trong này nó mới nổ. Không cần, quan trọng, quan trọng mình phải làm nó nổ đầu tiên. Còn cái thứ hai nó báo lỗi, nó bị hụp ga, bị vấn đề gì mình tính toán sau. Vấn đề là mình kích hoạt cho nó nổ xong, vấn đề nổ mình loại trừ qua một bên. Tiếp tục bị hụp ga, chạy không ngọt, chạy bị rung giật, kế tiếp mình làm từng bước thì anh em sẽ thành công. Còn bây giờ anh em cứ thấy chuột cắn, anh em cứ nối búm lùm xùm dây trong này lại, nhưng anh em không hiểu nó cần bao nhiêu sợi dây để nổ và yếu tố những sợi dây kia để làm cái gì thì rất khó cho những anh em. Nên Đình Tuấn muốn mang lại cái cảm giác kiểm tra đo kiểm cực dễ cho anh em. Xong rồi chúng ta sẽ tiến hành tới con lít. Dọi này quá sáng cho anh em luôn. Kể cả cái rắc đọc lối DLC lên nó còn ban tối, nó còn dọi bà lát, nó còn sáng như thế này mà, đúng không? Quá nét luôn. Tiếp tục IC nó ở đây. Thì IC điện tử đương nhiên cần nó khởi động thì đương nhiên phải nhiều dây hơn những dòng xe bình thường chưa phải điện tử. Rồi, nhưng ở dưới này, những cảm biến nằm ở dưới yên này thì nó lại đơn giản hơn những cái dòng trang bị bộ ba cảm biến. Chẳng qua IC cần nhiều dây hơn để nổ, nhưng ở dưới yên này thì lại cần quá ít dây.
Rồi anh em nào cảm thấy ok các bạn có thể chia sẻ, Tiến Tuấn sẽ dẫn khoảng vài người qua học trực tiếp. Đặc biệt những anh em nào ở xa không đi đến được, cảm biến oxy này cũng được, quá bình thường. Cam đoan nếu anh em không hiểu thì Tiến Tuấn sẽ không lấy phí luôn và làm cho anh em phải hiểu. Kết thúc. Đấy, một con xe yếu tố nó chỉ cần có chừng đó thôi. Còn cắt kiểm tra lập bập rất dễ. Soi căng đét. Tiến Tuấn hỗ trợ cho anh em ở xa. Nếu các bạn nào liên hệ thì inbox nhá. Đủ số lượng người thì Tuấn sẽ dạy, ít quá thì Tuấn sẽ không dạy được, các bạn thông cảm. Bởi vì dạy trực tiếp này rất mệt. Và có thể phải hướng dẫn cho anh em nhiệt tình càng nhiều càng tốt thì anh em mới học được. Và tài liệu chân đi xe thì Tuấn sẽ cấp tới tận nhà cho anh em. Để lỡ may một con xe này mang vào, anh em có biết đường, biết cách kiểm tra. Khi vào bị mất hệ thống FI, bị mất bơm xăng, đánh lửa để không nổ, yếu tố có bao nhiêu sợi dây. Bỏ thì để anh gom cái bì cho. Camera này soi được không anh em? Cần nét. Nét không? Ra từng sợi dâu, từng cọng lông mà anh em học không vào nữa thì Tuấn sẽ thua. Dây điện thì Tuấn bao la có một vài bộ. Đấy. Nét lắm, điện thoại này hơi bị nét. Và hướng dẫn cho anh em vài chiêu xử lý trên cái dòng xe SH đời mới bây giờ 2017, 2019. Để sau này anh em có thể kiếm tiền vì cái xe này. Vì nó có một cái ban bận hư cực kỳ dễ nhưng nhiều anh em không biết trên con SH này nha. SH Tiến Tuấn đang đi hai con. Sau này nếu mà nó gây ra một hiện tượng cực kỳ nhỏ nhưng nhiều lúc nó hành anh em thợ ra bả riêng con dòng xe SH này. Anh em thấy dây không? Đấy, có thể Tiến Tuấn lấy thêm tài liệu hướng dẫn cho các bạn. Nét lắm. Lòi hết màu dây ra ngoài ở đây rồi thì con trên xe nó còn cái gì nữa đâu anh em. Còn cái này, cái bộ tìm xe thì nó đơn giản. Cái quan trọng là phải hiểu nó để cắt cắt, để cọc cọc, để dai, để khó nổ. Ở mấy bóng đèn led bỏ lại đây đi. Đủ, chết rồi. Led đâu nhỉ? Phía này bỏ led vào rồi. Đưa hộp vậy đây. Màu dây điện nó còn soi ra được màu mà anh em. Nhân cơ hội này các bạn ở xa ít việc làm, anh em đăng ký khóa học đi. Tiến Tuấn sẽ hẹn cho các bạn một cái giờ cùng nhau chúng ta học. Chỉ cần mở một cái điện thoại net như Sony thôi, anh em chỉ cần kiếm cái mạng wifi net thì anh em sẽ học được. Và bên cạnh anh em hãy làm một cái quyển sổ và cái xong xuôi chúng ta học xong thì con xe lít này có bao nhiêu nguyên nhân gây ra hiện tượng bị làm sao, chốt bài anh em kiểm tra có bao nhiêu hạng mục để kết thúc con xe lít hoặc SCR. Và Tiến Tuấn sẽ play cho anh em học từ xa cách xử lý nồi côn này luôn. Rồi anh em nào không biết cách xử lý TBS, tay ga này luôn, xử lý cái lò xo này nhìn như zin đét chứ không phải là cột cái cọng kém như thế này đâu. Camera Tiến Tuấn xo có thể cực nét đây. Cột cọng kém như này là xưa rồi, không chơi nữa. Hướng dẫn cho các bạn cách xử lý này, cắt vuốt cái dây ga này làm sao cho nó nhẹ luôn. Cái này thì nó thực hành nó cực dễ, anh em chắc ai cũng dễ làm lắm. Quan trọng hệ thống FI như thế này.
Đúng rồi, nhân cơ hội như thế này các bạn ở nhà thì anh em ai cũng học được, ngồi ở nhà tĩnh lặng. Thứ nhất là ăn uống nghỉ ngơi cho có sức khỏe, cái thứ hai mình học được FI nhồi vô cái đầu để sau mùa dịch rồi Covid này anh em mình tiếp tục mở cửa hàng đón tất cả khách hàng vào xử lý hệ thống FI cực kỳ dễ. Nếu anh em nào tin tưởng Điền Tuấn, nhân cái cơ hội mùa dịch này các bạn ở nhà luyện công. Điền Tuấn cam đoan anh em phải làm được, nếu không phải làm được thì không phải là Điền Tuấn, nếu Điền Tuấn đã hướng dẫn thì các bạn phải làm bằng được. Anh em chỉ cần làm theo những gì Điền Tuấn giảng và hướng dẫn, bởi vì đây livestream có thể nói chưa được hết. Nếu anh em được học trực tiếp thì có thể phê rất nhiều. Cách kiểm tra thật sự cực kỳ đơn giản luôn. Thì coi như mình bỏ ra khoảng một thời gian ở nhà, nhân cái cơ hội này mình vừa giúp được việc nhà cho vợ cho con, thứ hai mình giữ gìn sức khỏe, cái thứ ba mình được vô vàn kiến thức. Xong cái mùa dịch này anh em mở tung cửa hàng ra đón chào tất cả những dòng xe FI, nhưng vào anh em chẳng có sợ gì hết. Đặc biệt ở đây nhiều anh em nhà ai cũng có chiếc xe ga, nhân cơ hội này các bạn mở ra luôn thì toàn sẽ hướng dẫn các bạn nhiệt tình luôn. Và chúng ta sẽ làm một cái nhóm riêng, lúc đấy có ban bận anh em đăng lên cái nhóm để giúp đỡ lấy nhau, ok chưa nào? Thì các bạn sẽ không bao giờ sợ về hệ thống FI. Chúng ta sẽ lập ra một cái nhóm, lúc đấy anh em nào gặp ban bận, hãy lúc đấy các bạn được học được rồi, các bạn nắm tình hình về ban bận, cách kiểm tra ok. Nếu anh em bị làm khó, anh em chỉ cần úp bài lên, Điền Tuấn sẽ hỗ trợ, và những anh em khác biết rồi sẽ hỗ trợ nhiệt tình luôn. Nhân cơ hội này các bạn luyện công đi, không cần tới tôi đâu, các bạn chỉ cần ngồi ở nhà các bạn cũng làm được hệ thống FI. Tôi sẽ hướng dẫn làm sao cho các bạn cảm thấy hệ thống FI này nó dễ hơn cả sửa xe số. Nó không giống gì ở trên mạng Facebook mà nghĩ rằng hổ khóa thông minh sờ Mickey hay là xe đề từ nó khó, để phạt phạt cặt cặt chết sơ cơ bê liên tục. Riêng về chết CKB, Điền Tuấn không dám nói giỏi. Nếu các bạn học của tôi, nếu xử lý ok thì đời nhà Tống đến đời nhà Minh rồi mới chết CKB, hiểu không? Ok chưa nào? Nhưng anh em biết tại sao không? Những dòng xe lít hoặc SCR hoặc cái dòng Avalanche 2010 nó không phải đề từ, nó xài cuộn, nhưng tại sao cuộn vẫn cháy và chết? Nó có nguyên nhân của nó hết. Thứ nhất có nguyên nhân, cái thứ hai lâu ngày tuổi thọ nó già nó đến nó sẽ chết. Nhưng tuổi thọ chưa đến nhưng nguyên nhân nó xảy ra rất nhiều để nó chết quặn. Đó là những dòng xe phu xăng điện tử chưa phải xe điện tử. Bởi vì tôi ở đây tôi làm, tôi thay rất nhiều quặn, quặn điện rất nhiều. Nhưng mở ra thì con xe này bị vấn đề này, con xe kia bị vấn đề như kia. Nhưng 70% các loại xe bị một vấn đề. Tôi sẽ lấy tất cả khoảng 10, hơn 10 con xe, hướng dẫn anh em chạy nhiệt tình về những cách giá trị cảm biến, học về lý thuyết. Và tôi sẽ đánh hơn 10 con xe trực tiếp quay bằng máy quay và thiết bị chiếu ánh sáng để anh em nét nhất cách xử lý. Và anh em nào ở xa có máy chuẩn đoán thì càng tốt, không có tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng bằng thủ công. Cái máy nó mang lại cho anh em yếu tố gì? Đọc được thông số thôi, cho nó nhanh. Còn một con yếu tố, một con xe bị mất lửa, mất bơm xăng, mất hệ thống đề, cái quan trọng anh em mình biết cách kiểm tra là xong. Còn anh em nào có máy móc càng tốt, không có các bạn đầu tư một cái máy vừa phải, tôi sẽ hướng dẫn nhiệt tình chơi cái máy chuẩn đoán cho anh em. Bỏ đi tím dắt cho, quét đi. Và tất cả tài liệu anh em nào ok tôi đang giới thiệu, đèn led rồi bóng đèn thử rồi tài liệu tôi cung cấp hết cho anh em. Anh em nào thấy ok thì các bạn cho xin một cái bình luận, đặc biệt cho anh em ở xa nhé. Do rất nhiều anh em gọi cho Đình Tuấn nhưng thật sự
các bạn quá yếu. Và Tiến Tuấn đã chia sẻ liên tục, nhiều lúc các bạn hoặc anh em có những xe phun xăng người tử, các bạn không dám sờ tới con ốc nó luôn, bởi vì anh em sợ nó hư. Nên Tiến Tuấn muốn mang cái này lại cho anh em, nếu anh em nào ok. Vụ gì thế anh em? Tiến là hướng dẫn cho anh em dạy trực tiếp qua màn hình video, tạo ra một cái nhóm trực tiếp để anh em vào học. Yếu tố để nổ trên xe điện tử này thì Tuấn không nói, để đánh lửa kiểm tra cái này rồi phun xăng rồi bơm xăng. Anh em có thấy nét không? Nếu mà Đình Tuấn chỉ thì các bạn phải làm được, bởi vì Đình Tuấn chỉ rất nhiệt tình, các bạn cứ yên tâm. Căng đét. Camera này mà lau chùi một chút xíu nữa thì anh em phải căng đét. Học rất ok. Nếu mà Đình Tuấn đầu tư thêm một cái điện thoại nữa. Ê, điện thoại mới giờ bao nhiêu chấm nhỉ? Chỉ cần cắm một cái cây định vị như này, học tới đâu thì Tuấn chỉ tới đó thì các bạn sẽ làm được. Dạ. Yeah. 48 chấm bắt khoảng hai cái đèn dọi vô mô hình, mỗi bên một cái đèn dọi, hai bên hai cái đèn dọi, và dọi trên xe dùng một cái cây điều khiển quay tự động hoặc định vị ở một chỗ thì các bạn sẽ làm được hết. Nếu điện thoại này anh em bảo không nét, mai thì Tuấn đổi điện thoại khác là chuyện bình thường. Với Tiến Tuấn đầu tư xe hoặc điện thoại để hướng dẫn dạy cho anh em là chuyện bình thường, bởi vì anh em tin mình thì mình có số tiền anh em ủng hộ học phí thì mình lấy tiền đấy đầu tư. Với Tiến Tuấn là như vậy. Với Tiến Tuấn không bao giờ tiếc những cái vấn đề đấy, kể cả xe cộ. Nét rồi anh, ok, 22 củ. Cái này 48 chấm cơ. Nét lắm. Này mà anh em không học được nữa thì thôi đấy. Chân chống cạnh có dây màu xanh sọc đen. Rồi xanh sọc trắng, quá màu luôn, nó dọi ra màu luôn cho anh em thấy luôn, có sọc luôn đấy chưa. Đen nhiều, đen ít, xanh nhiều thì gọi là xanh sọc đen đấy. Và Tiến Tuấn sẽ lấy 4 cục IC tương tác 4 đời xe lên đây đánh cho anh em coi luôn. Thầy Tuấn đọc từng màu dây của CKB và che soi nét nét như này, anh em chỉ cần nhớ ghi vào trong tờ giấy và cắt đo thì nó sẽ xong. Nó ra màu và sọc luôn này anh em, thấy không? Trắng đỏ này, đấy, trắng đen, trắng xanh biển sọc vàng, nâu sọc đen và xanh biển. Chưa? Yeah. Đi đâu vậy? Đi đâu? Xăng mẹ nó rẻ thối mà đổ chi? Bữa nào đổ? Hả? Ờ, bữa nay rẻ thối. Cầm 15 ngày nữa xe chưa chạy mà. Xe giờ, xăng giờ quá rẻ. Bạn ấy rồi hả? Sao vậy? Lấy đúng mặt tử vậy sao? Có gì không? Ừ. Làm gì vậy? Để sao thấy thằng báo tử hết nè. Mẹ mày cô nào. Đi ra cánh em mày con cánh nào mà đóng cho
Các bạn nào nhân cơ hội mùa dịch này các bạn nên tham gia nhé. Gọi những anh em nào thân quen ở xa đấy, cùng đồng môn hay cùng người thân, chỉ cần vài người thì Tuấn sẽ hỗ trợ. Đây hôm nay Đình Tuấn có 5 người anh em gọi. Đình Tuấn thấy tội cho anh em. Anh em không có điều kiện. Thứ nhất là đi học. Cái thứ hai không dám đúng. Kể cả có số tiền tới 40 mấy tới 50 triệu mua được con xe ga về nhà nhưng không dám mở. Chỉ có dám vá lốp hay nhớt vệ sinh côn. Còn hệ thống FI thì các bạn không dám mở ra để giả lập. Nên Đình Tuấn muốn làm một cái chương trình thế này hướng dẫn cho các bạn ở xa, tạo điều kiện cho anh em có một tay nghề ok hơn. Camera mặt trước mà nó nét như thế này thì đương nhiên camera mặt sau nó phải nét hơn. Nên nếu được thì khoảng vài người thôi. Thì Tuấn muốn mang lại những cái cảm giác cho những anh em nào chưa biết. Và nhân cái cơ hội nhà anh em có những con xe ga, các bạn mở ra các bạn thực hành luôn. Nếu thì Tuấn hướng dẫn từ xa để các bạn thao tác chết IC hoặc chết cái gì trên xe anh em, Đình Tuấn cam đoan tặng anh em luôn. Nếu làm đúng như Đình Tuấn, lưu ý trước khi mình làm là anh em phải tắt khóa điện, không để những cái dây mà Đình Tuấn đọc ra không nên chạm vào mắt sườn hay không bị âm dương chạm vào nhau, thì các bạn yên tâm sẽ không bao giờ chết. Nhớ cho Đình Tuấn những cái điều đấy là xong. Ok, còn vấn đề các bạn đến với Đình Tuấn ở đây, anh em nào cảm thấy xuống núi được trong vòng những cái ngày nhất định như vậy thì anh em xuống núi. Còn anh em nào muốn ở lại kế tiếp thì anh em cứ ở lại. Thời gian với Đình Tuấn không quan trọng, cái quan trọng anh em muốn ở lại thì anh em cứ ở lại. Xe và máy móc ở đây rất nhiều. Đình Tuấn hoan nghênh những anh em nào ở lại có thời gian, anh em cứ đọc thông số tất cả những dòng xe này hay là dùng máy móc các loại để anh em đọc, để anh em phân tích xem giết thì nó cũng ngấm vô trong này, nó lưu ở trong này, khác gì cái thẻ nhớ của anh em mình đâu. Chẳng qua cái thẻ nhớ ở trong này của Đình Tuấn lấy ra không được, nếu nó copy hoặc là bắn bluetooth như điện thoại thì Đình Tuấn cũng copy bộ nhớ trong này gửi cho anh em hết, nhưng bộ nhớ trong này lấy ra và copy cho anh em không được. Yếu tố thì Tuấn chỉ có giải thích bằng miệng và lời nói, làm sao cắt đo kiểm bằng miệng để cho anh em dễ nhất. Miệng nói, mắt anh em nhìn thì anh em sẽ làm được thôi. Còn thì Tuấn cũng mong rằng copy được bộ nhớ này gửi cho anh em. Để ra cho em đi về đi. Còn xe và máy móc ở đây thì không bao giờ là thiếu hết. Cái quan trọng là anh em có ở được lâu với Đình Tuấn hay không, hay là ok quá các bạn lại cảm thấy ok rồi các bạn về nhà để kiếm lúa. Có rất nhiều anh em cảm thấy đã thông thì anh em xuống núi thôi, còn thời gian Đình Tuấn không ép buộc. Đây Đình Tuấn coi những cái xe, cái loại đời cũ, những trị giá ít tiền đều ở tiệm 2 này hết của Đình Tuấn. Còn ở tiệm trên nhà, tuy nhà nó nhỏ nhưng lúc nào phải nhét khoảng hơn 10 con xe thì anh em cũng biết rồi, đó là cơ sở 1. Bởi vì nhà chỗ đó Đình Tuấn chứa xe và để anh em làm bên ngoài, khách sạn ở Bình Định quá anh em, ok. Ở đây đang là 1, 2, 3, 4, 5, 6, ở đây đang là 7 chiếc. Ở trên nhà có khoảng 10 chiếc, khoảng mười mấy con xe để cho anh em vượt. Đúng rồi, nhà nghỉ khách sạn ở đây thì cực rẻ, ăn uống cũng vậy. Miễn sao anh em thích đến với Đình Tuấn,
sẽ làm hết khả năng nếu hết mùa dịch. Còn bây giờ anh em nào đang ở xa này, các bạn bỏ số tiền ít thôi, Tiền Tuấn sẽ dạy nhiệt tình qua nhóm trực tiếp vài người trong cái nhóm. Thì trên một con xe điện tử hay phun xăng điện tử này nó chỉ có mấy con cảm biến thôi, màu dây tương tác như nhau. Do nhiều anh em không biết là ở cái dây này là cái dây gì và không biết cái dây còn lại là dây gì nên nó khó, nên Tiền Tuấn muốn mở ra một cái trực tiếp thế này đọc màu dây thì anh em ghi vào làm một cái quyển sổ, ghi chữ to vào một chút xíu như đại học chữ lớn vậy, ghi và hàng ngày giản dối chúng ta ôn lại có khoảng 30 phút cho tới 1 tiếng như kiểu mình học chữ vậy. Tiền Tuấn cam đoan với anh em rằng một năm sau ai cũng làm được FI cực giỏi. Đó là những cái dòng FI phổ thông. Còn về mô tô phân khối lớn thì Tuấn xin thua. Đấy, yếu tố của con IC nó chỉ hoạt động như vậy. Hiểu được màu dây và cách hoạt động của nó rồi, còn ban bận thì Tuấn đã nói sẵn cho anh em luôn. Bắt nguồn một con xe bị hụt ga hay mất điện cao áp hay để không được hay nổ máy để được nhưng xe bị chạy hụt, hụt ga đầu, ga giữa, ga cuối, tiến hành một con xe nó chỉ có chừng đó thôi, không có nhiều. Cái này chỉ có dạy trực tiếp hoặc trong nhóm thì Tuấn mới nói ra, anh em thông cảm một chút xíu. Thì sau này nếu các bạn học xong nhiều anh em ai ở trong nhà cũng có 1 triệu, bỏ ra 1 triệu Việt Nam đồng thôi đầu tư vài cái con cảm biến nào hay hư nhất để phòng bị ở nhà. Tiền Tuấn sẽ hướng dẫn luôn, bỏ ra chỉ có 1 triệu thôi. Còn những trả giá trị như kiểu IC cao tiền các bạn không cần, bởi vì sao? Tiền Tuấn đã dạy thì anh em phải bắt bận được nó chết IC hay là không. Đó, báo người ta chỉ cần báo đúng bận chết IC, mua IC mới vào cắm một cái phích phát là nổ. Còn bây giờ đầu tư bỏ ra 1 triệu mua vài con quan trọng để về nhà thử. Còn nếu anh em nào học thì Tuấn tặng mỗi người một cục môi sườn cao áp. Môi sườn cao áp nhiều lúc anh em đang làm gym quay hoặc là những cái dòng xe chưa phải phun xăng điện tử, các bạn cứ thấy rút chục buji ra, các bạn để khẹt lửa phà phà ra, các bạn nghĩ rằng ok, chưa ok đâu, FI nó vậy đấy, nó khác xe bình xăng con, không ok tí nào hết. Trên đời này chẳng có người nào tài mà người nào giỏi hết, mà buji đang đánh lửa ok mà thử buji biết sống hay là chết, không có đâu, thà nó mất lửa luôn còn biết. Bởi vì phun xăng điện tử là vậy, bởi vì mục đích của mình bắt được bận rồi, tất cả đều ok, đều thông thủy hết rồi mà vẫn bị còn hơi hụt thì chúng ta bắt đầu sẽ lấy mô bình sườn cao áp để thí mạng cho nó ok một cái nữa thì chứng tỏ là thành công. Còn bị mất điện cao áp ấy là chuyện quá bình thường. Một con xe phun xăng điện tử mang vào bị mất điện cao áp, đó là chuyện quá bình thường nếu anh em được học. Có cái máy chuẩn đoán trong tay mất điện cao áp còn nhanh hơn nữa cơ. Còn anh em nào không có điều kiện thì anh em phải làm thủ công, đo lên vẫn khoảng vài bước là kết thúc. Chào anh Thương Nguyên, Thương Nguyễn. Tóc tai chưa dám đi cắt luôn, anh em thấy không? Bùng xồm hết. Tài liệu thì Tuấn sẽ gửi anh em mỗi người một cuốn nếu các bạn tham gia. Chỉ cần ngồi ở nhà các bạn bật cái điện thoại lên cũng làm được,
FI. Ngọc Hải Trần. Chưa anh ơi, chưa về mà em đang ở tiệm 2 mà chút xíu mới về tiệm 1. Chào anh em. Trong tay không cần cái gì vẫn làm được hệ thống FI. Đấy. Còn các bạn nào có điều kiện chút xíu nữa nâng cấp một cái máy bấm tít tít để coi giá trị thông số hoạt động ở nhiệt độ bao nhiêu, mình nhìn vào còn cảm biến. Từ từ làm rồi sẽ quen và sẽ có tiền và đầu tư những cái mình cảm thấy yêu và thích. Hả? Hôm mai nghỉ bữa đi, có gì anh gọi. Mai nghỉ bữa đi, anh làm cho. Mai em cứ ở nhà đi. Mai cứ ở nhà đi. Nhá. Anh Chiến ra, một mình anh Chiến ra, có gì anh báo sau. Nhá, đi chậm thôi. Cho mấy em nó nghỉ. Làm nó hôm nay cho nghỉ, mai một mình Chiến. Có gì trục trặc, ok. Anh em cơm chưa? À mà từ bấy thì Tuấn hỏi một con xe kia kìa. Ờ cả Trần Hiếu luôn, cả Nguyễn Đức Giỏi luôn. Bao nhiêu sợi dây để đề nổ kích hoạt con xe lít đời trên trong cạnh nha. Trần Hiếu cũng là cao thủ FI và Nguyễn Đức Giỏi giỏi lắm đây. Nguyễn Đức Giỏi tên là Giỏi, chắc giỏi lắm. Bao nhiêu sợi dây để đề nổ con xe lít? Chắc hỏi ngang cái này thì anh em sẽ chắc không biết đâu. Khó lắm. Các bạn có thể lẩm bẩm và các bạn loại trừ một con xe yếu tố cần bao nhiêu sợi dây để nổ. Ở đây có anh em nào đoán ra một con xe lít chân chống điện cần bao nhiêu sợi dây vô IC để xe kích nổ được không? Thì anh em comment bên dưới đi. Các bạn cứ chọn từ 5 giây, 7 giây, 12 giây, 15, 20 giây. Thì Tuấn sẽ play một con xe này cần yếu tố bao nhiêu sợi dây và đọc luôn bao nhiêu màu dây và chức năng nhiệm vụ làm việc của nó thì con xe này sẽ nổ. Ok, còn nổ được nhưng báo lỗi Đình Tuấn không dám nói, cái đó vấn đề báo lỗi là mình tính sau làm sao để bây giờ nó nổ được máy là ok. Anh em comment bên dưới đi. Ok, cứ đoán đi, cảm thấy ý chí của mình. Anh em nhẩm nhẩm và tính toán suy nghĩ một con xe phun xăng điện tử lít 110 có chống điện yếu tố cần bao nhiêu sợi dây để nổ. Anh em comment bên dưới, nếu comment ok thì Toán hướng dẫn cho cần bao nhiêu sợi dây đọc luôn và bao nhiêu sợi dây cần cắt bỏ không cần thiết. Sao anh em? Có nhiều anh em nào đi học cao thủ FI về đấy. Anh em comment bên dưới đi, bao nhiêu sợi dây. Thì anh em được học nhiều, lúc anh em nào được học trong này rồi, các bạn có thể nhầm ra. Ừ, cần kích, mát kích là 2 chẳng hạn như vậy. Ok, kiểu kim phun. Rồi anh em đọc đủ bao nhiêu sợi dây. Thế thôi. Thì anh em từ bấy anh em có thể nhầm ra thì anh em có thể đoán được. Thì Tuấn thích một cái cho nó nổ luôn. Nên thì Tuấn đã phá vọc rất nhiều con xe. Nó được biết bao nhiêu con tay, được qua đôi tay thì Tuấn xử lý nó. Và làm được biết bao nhiêu bộ nồi côn. Và tiếp xúc với bao nhiêu con xe hay bị chết máy. Ưng thì nổ, ưng thì tắt, ưng thì chạy vài ngày không chết, ưng thì chạy có khoảng vài tiếng chết máy. Sóc lọc cọc cái chết máy. Và nhiều con xe tất cả hệ thống FI chạy bình thường nhưng đi qua chỗ dòng lại kêu cọc một cái. Tất cả Điện Toán sẽ nhiệt tình tư vấn cho anh em
có nhiều khách hàng bảo con xe chạy tất cả đều bình thường, nhưng qua ổ gà hay đi qua ba cái mốc cứ cọc 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 cọc, nhưng nhún thì không bao giờ nhá, vấn đề nhún thì loại trừ. Đấy, các bạn nào ở xa nên các bạn tham gia đi. Hôm nay Đình Tuấn mới chia sẻ, do nhiều anh em gọi quá Đình Tuấn mới viết cái này lên tường, và nhân cơ hội này chia sẻ Đình Tuấn hướng dẫn về làm nồi luôn nhá, để cho anh em nào ở xa các bạn cũng làm được, bởi vì năm nay không có gì phải giấu, hướng dẫn cho anh em hết. Thì tuy rằng Đình Tuấn ra sau thôi, nhưng đảm bảo hướng dẫn cho anh em phải chất lượng đấy. Và Đình Tuấn sẽ hướng dẫn và ghi ra một trang giấy để anh em dùng bộ giả lập tất cả những loại cảm biến. Chỉ cần vặn thang đo điện áp bao nhiêu là cái đồng hồ FI tắt. Nếu không tắt thì các bạn phải làm sao? Và tiếp tục thì phải ra bật. Kể cả cái giả lập báo xăng này, các bạn phải để ở bao nhiêu ôm để xăng báo đầy, bao nhiêu ôm xăng báo ở giữa, bao nhiêu ôm xăng không có báo. Anh em sướng không? Học như vậy anh em sẽ rất tốt, và sau này làm sẽ rất thành công. Để biết làm sao một con xe đệ tử được trang bị đồng hồ điện tử mang vào xăng cứ chập chờ chập chờ, nhưng anh em cứ loay hoay đi mua hết bơm xăng, đứt dây mang đồng hồ cho mỗi ông sửa đồng hồ sửa. Có rất nhiều các bạn nghĩ rằng cứ hư đồng hồ các bạn mang tới mỗi ông đồng hồ sửa, mỗi ông đồng hồ lấy vài trăm như về nhà các bạn không hết bận luôn. Nó muốn vậy thì các bạn sẽ gọi cho cái ông sửa đồng hồ, bà tại sao anh ơi, cái đồng hồ em mang đi cũng vậy, mang về cũng vậy. Thế ông sửa đồng hồ bảo một câu, ừ cái này nó bị hư bên trong anh làm ok rồi đấy, bao chú đồng hồ ok, vấn đề còn lại chú phải kiểm tra dây hay báo xăng. Thì anh em cũng biết như vậy thôi chứ, đó là chuyện bình thường. Hôm nay Đình Tuấn chia sẻ cái này luôn, thì người ta trả lời lại cho các bạn một câu là đồng hồ cũng bị hư anh kiểm tra, đúng rồi báo như em đấy, nhưng anh làm ok rồi, vấn đề còn lại em về nhà kiểm tra dây và báo xăng. Còn nhiều người tốt, bạn bè người ta bảo đồng hồ này ok không sao đâu, anh hoặc chú về nhà kiểm tra lại dây và báo xăng đi. Còn bình thường người ta không quen biết, cái đồng hồ người ta phải lấy từ 3 lít tới 5 lít. Thứ nhất anh em mất 3 đến 5 lít chạy một quãng đường dài đi tới sửa phải chờ đợi, về nhà lại không hết bận, lúc đấy mới cuống cuồng lại đi mua báo xăng, lại đi kiểm tra không được, lại đo thông mặt dây, thấy chưa, quá cực. Chỉ cần dùng cái bộ giả lập tín hiệu của Đình Tuấn đẩy một đẩy là biết nó hư dây hay hư đồng hồ ngay. Nên các bạn, rất nhiều người tay nghề còn rất yếu, đúng chưa nào? Bởi vì Đình Tuấn làm điện tử không dám nói giỏi, không giỏi về công nghệ điện tử, nhưng cũng biết sơ sơ đủ xử lý những cái ban đấy, và những thợ mang tới đủ khả năng để lấy tiền được thợ. Bởi vì khi người ta mang tới mình, người ta không biết thì người ta mang tới mình lấy tiền là chuyện bình thường. Ok chưa? Tin nhau, quen nhau, xa nhau hay là gần nhau thì theo vào yếu tố và lĩnh vực. Cuộc sống luôn luôn là như vậy. Người không biết thì phải tốn tiền, người biết lấy tiền, người không biết, đó là quy luật. Có chị ơi. Dạ chưa. Nên đôi khi mang một cái đồng hồ đi sửa hết 300-500k các bạn không tiếc, hoặc các bạn tiếc, nhưng các bạn mua bộ giả lập này về nhà giả tất cả giá trị cảm biến. Hôm nay Đình Tuấn ship không còn cái nào đây luôn. Nếu còn cái nào đây Đình Tuấn lại live stream cho anh em chơi rồi, không còn cái nào. Bán sạch. Nên lúc mà Đình Tuấn bây giờ không có cái nào để giả lập luôn. Có bộ giả lập của Đình Tuấn, Đình Tuấn cũng để lại cho em nó xài luôn rồi. Đó là chia sẻ nhiệt tình từ tấm lòng Đình Tuấn luôn.
đó là làm nghề với nhau. Cá lớn giết cá bé là chuyện bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì mình mò. Bản thân Đình Tuấn này cũng vậy, phải mò, không được đau cái bộ đầu, đau não, mất ăn mất ngủ. Rồi sao? Khách hàng gọi cho điện thoại thúc khoảng 2-3 câu nữa. Alo, em hứa cái xe chị làm 2 ngày mà giờ lại ra 4 ngày chưa xong. Thì các bạn cuống lên, tiếp tục làm không thành công thì các bạn phải đẩy con xe đấy, hoặc thiết bị cái gì cảm thấy các bạn hư các bạn phải đi nhờ vả thợ khác lấy tiền anh em. Đó đúng là quy luật. Đôi khi vào một căn bệnh cực kỳ nhỏ nhưng người thợ người ta có tay nghề, người ta lấy cái máy đọc lỗi, người ta bấm tít tít, các bạn đứng bên cạnh các bạn làm sao mà biết được, nhận các bạn 500-700 triệu tấm lòng hay không. Các bạn ngồi im lấy, tôi lấy máy ra tôi bấm tít tít, hết bận các bạn ra tiền. Còn bận thì bị gì, người ta thích thì người ta trả lời, không thích thì người ta bảo lung tung bận. Đó là quy luật của cuộc sống. Nên thì Tuấn muốn mang lại cảm giác này, các bạn không phải lo sợ về hệ thống FI nữa, không cần phải nhờ vả quá nhiều, phụ thuộc vào người ta để người ta coi thường các bạn. Thế thôi, vấn đề thì Tuấn chia sẻ như vậy. Còn nhiều người tay nghề các bạn không biết, đi tới nhờ vả người ta coi các bạn chẳng ra gì, đúng không? Mẹ nó lấy tiền mình xong nó coi mình chẳng ra gì. Đấy. Bởi vì Đình Tuấn nhìn nhận được điều đấy rất nhiều, đi rất nhiều nơi, từ Sài Gòn, Hà Nội, sống rất nhiều nơi. Đình Tuấn đi vô rất nhiều cửa hàng, từ hồi nhỏ đến giờ chứng kiến rất nhiều. Đó là quy luật. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có chất xám, người ta học, người ta luyện thì đương nhiên người ta phải lấy tiền các bạn. Nhưng quen hay không quen, vấn đề đó nữa, đó là gọi là yếu tố. Quen lấy tiền ít, không quen thì đập cho các bạn một gậy, được chưa? Đó là quy luật. Bởi vì các bạn hết nhờ được ai rồi, các bạn vô đường cùng. Đôi khi các bạn làm con xe đấy có thể lỗ luôn. Đình Tuấn cam đoan vậy, có nhiều anh xe anh em nhận lỗ luôn. Bởi vì sao? Cứ nghĩ rằng cái ban bận nó nhẹ, mình làm được, cuối cùng làm không được, nhận vài ngày làm không được. Vì nhận có xe 1 triệu nhưng tiền đồ bỏ ra 800, lời có 200, nhưng làm không hết bận, mang ta tới người ta nhờ, người ta vỗ một cái 1 triệu là các bạn phải hết 1,8 triệu không? Các bạn âm 800, đó là quy luật của cuộc sống. Còn về cái sờ Mickey thì Tuấn hướng dẫn cho anh em luôn. Nhận móc được, không nhận móc được, tìm xe được nhưng không mở núm khóa được, mở núm khóa được hệ thống FI mất hoặc không đồng bộ báo 4 nháy thì nó quá đơn giản. Đặc biệt nhiều anh em thấy ổ khóa thông minh sờ Mickey vào phích tìm móc, tìm xe kêu núm khóa mở không được, loay hoay lặng hoặc làm không được, các bạn lại đi nhờ cầu cứu, cái tiền đấy người ta ăn hết. Ok. Nên Đình Tuấn muốn mang lại cho tất cả anh em ở vùng sâu vùng xa, các bạn chẳng phải nhờ ai nữa, xe vào các bạn phải làm ok, cố gắng học để 1-2 năm sau này xe ga nó rộ xuống, các bạn lúc đấy làm được hết. Sờ mất cây, những dòng xe điện tử vài năm nữa nó hư hơi bị nhiều. Về cái dòng khóa sờ mất cây sau này rất bộ đầy ngoài đường, có nhiều lúc vô nhà hàng ăn uống ra xe bật khóa không được là chuyện quy luật. Và đặc biệt cái xe được trang bị xe điện tử ACG sau này rất bộ lăn lóc. Bởi vì sao? Bởi vì những dòng xe kia nó kích nó chỉ có 2 sợi dây, ok, khó, rất khó chết. Những dòng xe kích A Black 2 sợi dây rất khó chết, nhưng nó chỉ cần kích lên thì đương nhiên bình điện còn, nó sẽ nổ. Còn cái xe điện tử này ấy, quận hư cũng không nổ, CKB chỉ cần 1 giây cũng không nổ, nó rất phức tạp. Nên sau này nó bị nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề. Còn xe phun xăng điện tử không phải xe điện tử, quận cháy vẫn chạy được, trừ khi nào hết bình. Nếu hết bình các bạn có thể ghé vô tiệm người ta, các bạn sạc đỡ, chạy đi tới những cửa hàng uy tín các bạn sửa. Còn xe điện tử chết quận thì không nổ đâu. Và CKB 6 giây chỉ cần tọi 1 giây thì cũng không nổ đâu. Đó là quy luật.
Nên sau này Đình Tuấn muốn mang lại cảm giác cho anh em. Hãy cố gắng các bạn theo học Đình Tuấn thì càng tốt. Cảm thấy chỗ nào tin tưởng các bạn theo học, Đình Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nhiệt tình để đến lượt sau này những dòng xe đấy nó xuống dốc. Giống như kiểu dòng Avalanche Lead SCR đời rất lâu rồi, nó sẽ gục và ngã. Và các bạn lúc đấy phải biết cách để kiểm tra và khắc phục nó. Sau này tất cả những dòng xe đều tân tiến sẽ làm hệ thống điện từ, tất cả sẽ là khóa Sparky. Vấn đề thì Tuấn chia sẻ liên tục trong thời gian đây, do thời gian đây có anh em làm đông và công việc cũng hạn chế bởi vì do dịch, nên thì Tuấn mới có thời gian chia sẻ livestream mới làm những cái bộ nhận lập. Còn nếu mà cái mùa nó đông thì Đình Tuấn không có thời gian để ngồi hàn mấy cái này được. Bởi vì sao? Lợi nhuận nó mang lại cho Đình Tuấn không bao nhiêu, nhưng rất mất thời gian. Hít những cái chì, những cái khói chì nó bay vào mắt, anh em cảm nhận nó coi. Làm cái lĩnh vực điện tử không sướng đâu. Khói chì nó rất độc, bay vào mắt cay lắm, hít vào. Nhưng làm một bộ không có lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng vì thời gian này dịch cúm, Đình Tuấn muốn mang lại cho anh em những cái để anh em kiểm tra giả lập nó cực kỳ đơn giản. Nhưng không cần phải bỏ số tiền ra quá lớn để mua thiết bị giả lập, nhưng anh em vẫn làm được. Và Đình Tuấn sẽ hỗ trợ nhiệt tình nếu anh em nào mua đồ giả lập đồng hồ bên Đình Tuấn. Hướng dẫn cho các bạn bỏ một con xe tay ga ra giả lập trong vòng bèo nhất, các bạn nào khó hiểu nhất thì cũng 30 phút thì anh em phải kết thúc từ đo đồng hồ cho tới giả lập. Hôm nay Đình Tuấn gửi cho anh em kia một cái cọc đèn led. Nhiều anh em cầm cái đèn led lên, anh em còn không biết cái này để làm cái gì luôn. Thật sự có nhiều anh em, Đình Tuấn thấy bạn còn quá eo hẹp về kiến thức. Đơn giản một cái bóng đèn led không biết để làm gì. Các bạn chỉ cần biết nó là cắm vô bình âm và dương sáng, ngoài ra các bạn không có biết làm việc gì nữa. Và Đình Tuấn cũng cố gắng nhiệt tình để hỗ trợ cho một người anh em đấy, cái đấy để làm gì? Thử bơm xăng, thử kim phun, thử mô bình sườn cao áp. Thì Đình Tuấn cũng nhiệt tình bảo anh em rút hai sợi dây mô bình sườn cao áp ra, thử vôi dây màu đen sọc trắng, bật khóa điện lên, dí cái dây bóng đèn led ra mắt sườn, coi có sáng không. Sáng thì tiếp tục, anh em kết luận rằng nguồn 12V ok, vấn đề còn lại thử dây tín hiệu coi led có sáng không. Thì led sáng, nhưng sáng là phải sáng ok, không phải sáng lu lu. Sáng là phải sáng rực, sáng lu lu là có thể IC dập mát tín hiệu xung cho mô bin chưa đủ. Thì vấn đề đấy thì Tuấn cũng hỗ trợ nhiệt tình cho anh em ở xa, và anh em làm được và anh em cảm ơn và có những nụ cười cũng rất hay. Chứ hồi giờ nhiều lúc anh em có vợ, có gia đình, có nhiều anh em có gia đình rất lớn rồi, nhưng các bạn vẫn chưa cảm thấy được cái mùi vị của FI. Nhưng đôi khi các bạn làm được và thử, thấy khi kích hoạt đề, bóng đèn led nháy 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 nháy, các bạn cảm thấy có một cái gì vui sướng. Các bạn vui thì Đình Tuấn cũng vui theo. Mai cho anh em nghỉ hết. Ở đây mai cũng phải đóng cửa. Thì những thời gian thì Tuấn rảnh sẽ làm tất cả những cái thiết bị linh kiện, cảm thấy cái gì để đáp ứng cho anh em ship cop. Còn anh em nào ok các bạn cứ inbox. Về những cái dòng xe độ mô tô phân khối lớn hai thì, hoặc là độ chế cháo IC tăng lửa tăng tốc thì Tuấn không dám nói giỏi. Nhưng những cái dòng xe đề từ ACG khóa Sparky cây cho những dòng khách hát đổ lại đây thì Đình Tuấn dám khẳng định cho anh em biết rằng hỗ trợ nhiệt tình tới 100% những cái dòng xe này. Không phải là nói ra mình tự cao, mình tự mình tài, mình giỏi, không dám. Bởi vì sao? Đình Tuấn được va chạm rất nhiều xe. Đến với nghề sửa xe này cũng là một cái niềm đam mê, không phải Đình Tuấn chọn cái nghề này, vô tình nó đến thôi. Nhưng không ngờ nó ngấm mà được ngày hôm nay, có được ít kiến thức, mong rằng chia sẻ cho anh em. Và Đình Tuấn cũng ao
và mong ước một ngày gần đây một con xe nào ấy nó gặp một cái ban bận nào cực khó, có thể đi hết tiệm này tiệm khác mà sửa không được, người ta tới mình để tính toán lúc đấy, để cố gắng nghiên cứu và bóc tách con xe nó bị cái gì, coi nó đau đầu đau não cỡ nào không, bởi vì lâu rồi chưa cảm nhận được từ cái pha phun xăng điện tử làm khó mình. Thứ nhất là tính toán hiểu về nó, thứ hai ở nhà có đồ nhiều lắm nên không thể nào nó làm khó được đâu. Đồ tính toán thì anh em biết rồi, rất nhiều, chỉ cần bắt bận và phịch nó là nó nổ thôi. Và đặc biệt số lượng xe tính toán ở nhà quá nhiều luôn. Mong một ngày nào đấy gặp một cái ban bận nghiệt ngã để chia sẻ anh em nhiệt tình. Còn mấy cái bạn lào phào ở trên mạng hụp ga chết CKB đề cặt cặt hụp ga, nhiều lúc anh em livestream thì tính toán thấy vô lý thật, nhiều con xe nó mới leng keng như thế này bảo hụp ga để khó nổ, thấy vô lý quá, hoặc đi cứu hộ cứu yết gì. Thật sự một con xe này nó có vài yếu tố thôi. Nghe nhiều lúc anh em bấm những cái máy xử lý những cái đậm xăng A/F, thật sự Đình Tuấn không được học đến nơi đến chốn đâu, không hiểu được những con cảm biến oxy này ở trong ông kỹ sư ông ấy đúc bao nhiêu hạng mục để có ra được một con cảm biến oxy như thế này, thì Đình Tuấn không biết. Và một cái miếng nhựa này, cái nhà người ta đúc ra người ta cần bao nhiêu cái khuôn, cần bao nhiêu loại nhựa để đúc ra cái kẹp này, thì Đình Tuấn xin thua. Đình Tuấn chỉ biết rằng bóp vào nó mở miệng cá sấu rồi nhả ra để kẹp cầu chì, thế thôi. Ok mấy đứa nha, nghỉ thoải mái nha em. Ok mấy em cứ nghỉ thoải mái, nghỉ khi nào hết dịch đi làm lại. Ok, một mình ăn bơi hết thoải mái, bởi vì những cái ngày này thì phục vụ cho những khách hàng quen hoặc là những cái ban bận chết máy, còn những vậy vá lặt phặt thay ruột thì ở đây có mấy tiệm gần để người ta làm chia ra, người ta cũng có cần miếng cơm thì mình cứ để người ta. Ở đây cuộc sống còn rất nhiều anh em thợ vì hè vá lốp người ta còn khổ, mình có thể gửi cho anh em, vấn đề thế thôi. Vấn đề thì toán đây chỉ biết bắt bận ra một cái đồng hồ báo bao nhiêu nháy, cần cái gì để giả lập nó và kết thúc nó trong vòng có khoảng bao nhiêu ép. Do 2019 nhiều lúc anh em tới với Đình Tuấn học thì có thể thiếu đồ và có thể Đình Tuấn chưa đến nơi đến chốn. Mong và những anh em đang xem livestream Quốc Sơn rồi Lê Văn Đô, Lê Văn Đồ thông cảm, sẽ có dịp Đình Tuấn sẽ tới đây, Đình Tuấn sẽ có một cái gì hay hay đấy hướng dẫn lại cho anh em. Còn đặc biệt vào năm nay thì các bạn cứ play hết đi nhé. Còn ở đây Đình Tuấn gặp những cái fan mà anh em thợ là nghịch phá chết sờ mấy cây Đình Tuấn chẳng thấy, như anh em ở ngoài Bắc hay là những ở thành phố lớn thấy cứ gì đâu IC trọt chết luôn rồi sờ mất cây, thấy nhiều anh em đăng trên mạng đi cứu hộ rồi sờ mất cây rồi chết rồi mở khóa không được, mở được mất bơm xăng. Đình Tuấn chẳng hiểu những vấn đề đấy, không biết là anh em livestream chém gió có thật hay không, nên các bạn đừng có lo lắng về vấn đề điều đấy, đừng có hoang mang. Nhiều bố chém gió há mồm ra, còn vấn đề được đi học hay không đi học Đình Tuấn cũng chẳng cần quan trọng, bởi vì cơm ai người đấy ăn, chẳng bao giờ đụng tới chạm mình thì Đình Tuấn cũng bao giờ chẳng bao giờ đụng tới người ta. Đình Tuấn nói qua loa ở trên mạng, trên mạng vô vàn người, có nói tên ai đâu, hàng vạn hàng ngàn người chia sẻ livestream. Đặc biệt nhiều lúc anh em chưa được học các bạn cứ sợ hoang mang, sợ đụng vào phát mở yên lên, nhiều lúc anh em cũng sợ bị mất galanti. Còn anh em học ở với Đình Tuấn đây, các bạn mở thoải mái, đang nổ máy rút rách thoải mái, chết cái gì thì Tuấn chịu cái đó. Nếu Đình Tuấn đã hướng dẫn rút thì anh em rút, chết thì Tuấn chịu. Ơi tay ga Tân Phong, chào anh, chào người anh em Lê Mạnh Đô. Lê Mạnh Đô chào mặt nhá, do cái nick của em cái Lê Mạnh Đô thì anh phải đọc theo. Ok chào mặt Quốc Sơn, chào tất cả anh em, chào anh Tân Phạm nhá, đầu tóc dài ngứa ngáy nha.
Hello. Hello. Dạ. Dạ. Dạ, cứ để em ở nhà nghỉ đi chú, sao đâu. Dạ. Rồi ok. Dạ, cho em nó nghỉ ở nhà đi sao đâu. Dạ. Rồi thông tư của chính phủ đưa ra ngày mùng 1 tháng 4 tối nay thì anh em đọc được cái thông tư anh em xin nghỉ ok. Thì Tuấn sẽ play cho anh em nghỉ thoải mái. Đúng không? Kể cả 2 tuần 15 ngày anh em cứ nghỉ tẹt kim. Còn vấn đề còn lại ở cửa hàng cứ để thì Tuấn giải quyết là ok. Bởi vì mặt bằng và nhân công ở đây cũng rẻ. Nó khác những thành phố lớn, nhiều lúc mặt bằng anh em ở Hà Nội phải vài chục triệu. Nhân viên anh em phải hỗ trợ tới 50%, còn ở đây thì Tuấn rất dễ nhá, không sao hết. Mấy anh em cứ nghỉ thoải mái. Chính phủ đưa ra lệnh thì anh em cứ làm theo. Ok. Cứ phá thoải mái, hỏng lại sửa thay ga điện toán. Không thể nào mà có cái từ là hỏng được ở đây. Trừ khi các bạn đã hiểu về hệ thống FI, các bạn ghét điện toán, lỡ chọt cho nó chết. Còn không thể nào đến với điện toán mà chết được. Bởi vì một con xe, yếu tố, sợi dây nào đụng vào nhau nó chết. Điện toán thừa biết và hướng dẫn nhanh nhẹn. Đúng không? Để một con xe để mà chết đi xe có bao nhiêu sợi dây yếu tố như thế nào để đụng nó mới chết thì Tuấn dư khả năng hướng dẫn cho anh em, nên anh em cứ thoải mái để mà chơi những cuộc chơi lớn ở đây. Học và hành luôn luôn phải đi đôi. Trước chưa kể một ông dạy thầy giáo chỉ biết lên hạng mục để hướng dẫn dạy, nhưng cầm cái cà lê thì sửa không được. Thì chẳng qua cứ đổ xô nhau, ví dụ đi hệ đi học. Nhưng với Đình Tuấn là khác. Ở trên mạng ngày xưa có rất nhiều người kêu gọi Đình Tuấn đi học kể cả chiến lược kinh doanh hoặc là hệ thống FI, học không mất tiền luôn. Đấy, ngày xưa có nhiều chỗ đào tạo FI bảo Đình Tuấn học không lấy tiền luôn. Nhưng học không học, mất thời gian, khi nào khó đi học sau. Khi nào một con xe FI nó hành ra bả lúc đấy sẽ bỏ tiền ra bảo vợ con ở nhà sắp xếp đi học một tháng hay vài tháng đi về ok, còn giờ này cứ lượm cơm lượm gạo hàng ngày không học nữa. Sẽ có một ngày thì Tuấn sẽ chia sẻ anh em một con xe Avalanche 2016 được trang bị đề từ ACG, yếu tố IC cần bao sợi dây để đời nổ nha. Đây là đề từ. Có con lít trên kia ấy, một con lít chân chống điện, yếu tố để đề nổ con xe khoảng 10 sợi dây. Rồi anh em có thể tính toán loại trừ ra, đề toán không thể nào đọc khoảng 10 sợi dây bởi vì đang livestream trực tiếp. Còn anh em nào trong nhóm mà có nhu cầu học trực tiếp thì toán sẽ hướng dẫn chỉ cần bao nhiêu sợi dây để nổ, đọc từng màu dây ra luôn. Yếu tố cần 10 sợi dây để kích hoạt để nổ trên một xe lít 110 nha các bạn. Còn dây và vị trí như nào thì anh em làm hệ thống FI thì anh em có thể nhớ và phân tích ra trên một con xe cần bao nhiêu sợi dây để kích hoạt để nổ là ok. Một con IC chứ, thì Tuấn đang nói IC, tất cả công tắc đề, công tắc xít-tốp hoạt động đều bình thường, tất cả tín hiệu đầu vào IC và đầu ra cần bao nhiêu sợi dây là có xe đến để nổ. Chỉ cần 10 sợi dây, 5 cộng 5 bằng 10 sợi dây, xe sẽ để nổ. Nếu mà thiếu thì cũng để không nổ đâu nhá. Ví dụ thiếu thì nó bị mất bơm xăng, hoặc là mất lặn đề, hoặc là không có khiển, hoặc là mất kim phun, đúng không? Đấy thì Tuấn đã gợi ý ra mấy sợi dây rồi nhá. Khoảng 10 sợi dây. Còn những vấn đề dây còn lại chẳng qua đèn báo lỗi thôi. Rồi những trị giá cảm biến thôi, 10 sợi dây nổ phịch phịch. Nên thì Tuấn muốn hướng dẫn cho các bạn rằng một ngày nào đấy một con IC
33 sợi dây, nhưng nó dùng và điều khiển chỉ có 25, 27 sợi dây, nhưng nó cần bao nhiêu sợi dây để nổ, còn bao nhiêu sợi dây khác các bạn không cần quan tâm, bởi vì nó đều có báo nháy hoặc là bị nổ lụp bụp hoặc lên ga không ngọt. Các bạn nào có con xe lít nào hôm nào phịch để lại 10 sợi dây coi nổ phà phà nha. Ok, để Đình Tuấn mà luyện mà ôn thì những con xe phun xăng điện tử kể cả khóa smart key này cũng IC cần bao nhiêu sợi dây để nổ trong vòng có khoảng 10 đến 15 phút là phải xong. Nói ra nhiều lúc anh em bảo Đình Tuấn khoe khoang và phét lác, không phải đâu, thật đấy. Có anh em nào không tin tới đây thì Tuấn múa cho anh em coi. Nếu ok vui vẻ, ngày mai không có việc gì thì Tuấn chia sẻ một con SH đời 2017 cho tới 2019 tương tác như nhau. Cần IC bao nhiêu sợi dây để kích hoạt nổ một con xe điện tử được trang bị ổ khóa thông minh smart key? Rất dễ nha anh em, nếu anh em nào để ý tỉ mỉ về nó không là gì hết. Đấy, nhiều lúc anh em ngoài Bắc cứ đầu đi cứu hộ, cứ IC SCU cháy như già, cháy như kiểu đốt đuốc, thì Từ Tuấn chưa bao giờ biết cảm nhận được điều đấy. Khó chết lắm, dễ gì đâu mà chết. Chập chẹt, chuột cắn thì lòng quả, đụng vào nhau, khách hàng người ta không biết, người ta bật khóa điện lên chập, không may hai cái dây nguy hiểm nó mới chết thôi. Còn nhiều cái dây liều xìu nó không chết đâu. Khó chết lắm. Nhiều lúc thấy thì toàn thấy nhiều lúc anh em qua live stream cửa hàng chẳng có việc mà làm, mà cứ khoe khoang đi bắt bận những cái xe phun xăng điện tử FI nói như trời như vàng. Còn thật sự nhiều anh em nào giỏi ấy, chụp những cửa hàng đăng lên Facebook ok Đình Tuấn còn tin. Nhiều lúc anh em chụp cái cửa hàng chẳng có ma mẹ nào sửa xe ở cửa hàng mình, mà cứ tung hô ta đây là trời giỏi đi cứu hộ hoặc là đi sửa những dòng xe phun xăng điện tử, ta đây là giỏi lắm. Giỏi là phải chứng minh cái cửa hàng mình có lượng khách không, có ok không, bèo bèo gì cũng vài ngày úp máng lên một cái có cửa hàng mình có xe không. Còn nhiều người nói tàn nói phét, còn sửa xe ấy ở vùng miền anh em mình nó khác nhau, ở khu vực này khách nó khác, ở khu vực kia khách nó khác, ở thành phố khác, ở thị xã khác, ở huyện khác. Không phải chúng ta đi học về nhà chúng ta làm y xì như một cái thành phố được. Làm như vậy chúng ta bể kèo ngay, và làm như vậy chúng ta thất bại ngay. Và chúng ta phải hiểu rằng đi học để có kiến thức, và chúng ta phải biết rằng ở khu vực chúng ta khách hàng nó như thế nào và lượng xe như thế nào thì chúng ta mới thành công. Còn bây giờ đi học chiến lược kinh doanh hoặc là cái gì đấy cứ áp dụng, mới ông to mới ông mặt lớn về nhà cứ làm như vậy ào ào thì 3-7-21 ngày sập tiệm. Đó là quy luật. Ai không muốn là giàu, ai không muốn là thành công, ai không muốn là mình ở trên vinh danh, ai muốn mình có sự đủ ăn giàu sang. Có ai muốn mở tiệm sửa xe này ra mà cọc cọc kiếm hàng ngày đủ tiền mặt bằng không? Chẳng có nha, mình chẳng ai muốn. Nên lao đầu đi học cái gì đấy, về nhà người ta góp ý mở rộng cửa hàng ra. Vốn ở đâu? Em không có. Vay tiền ngân hàng đầu tư vào cửa hàng 200 triệu, mở khoảng 3 tháng sau tới 6 tháng sau khách không có, thế là bán tiệm đi làm thuê trả tiền ngân hàng, chết vỡ mồm. Nên thì Tuấn chẳng học ai hết, thời thế cái gì hay mình học, cố gắng luyện FI cho nó giỏi để sau khách này, sau này khách hàng tin tưởng. Ở khu vực mình người ta không làm được cái dòng xe đấy, vô khách hàng làm chờ lâu, quay tới quay lui không giải quyết được ban bận, người ta đến mình. Đó là yếu tố Đình Tuấn mong lại cho tất cả anh em. Ok, chứ đừng đi học về nhà mà đầu tư khoảng nửa tỷ vô cửa hàng. Đình Tuấn chứng kiến rất nhiều anh em ở Sài Gòn và Hà Nội
cũng ta đây là ông chủ to đi mở cửa hàng khoảng 40-50 triệu, về nhà mở ra khoảng 6 tháng rẻ như con cà rô. Nếu các bạn có điều kiện chết cái kèo này, các bạn bày kèo khác. Còn nhiều lúc anh em mình đây này lọc cọc, bố mẹ chẳng cho ngàn nào hết, nhà nghèo, anh em mình như bản thân Đình Tuấn này cũng nghèo, thì làm sao bố mẹ cho tiền được. Nếu bây giờ này nỉ quá, ức chế trong người quá, thì may lắm ông bà già cho mượn cái sổ đi cầm cố trong ngân hàng, lấy 200 triệu về nhà đóng mở cửa hàng. 3 tháng sau ngồi cứ đọc báo uống cà phê meo dâu, tiền thợ, tiền mặt bằng, tiền điện, tiền nước, tiền thuế, các bạn làm quặt lưng, cuối cùng tiền mặt bằng, tiền thợ, tiền thuế ăn hết. Đó, Đình Tuấn muốn chia sẻ cho các bạn. Từ từ, hãy từ từ bước từng bước để rồi chúng ta thành công. Trèo cao thì té nặng, ai không muốn thành tài. Nên nhiều bố đi học chiến lược kinh doanh ra, nhiều bố dạy, mới bố cứ bảo anh em mình phải áp dụng. Như tại sao FPT, Thế Giới Di Động, ở cái Việt Nam này có mấy cái FPT, có một cái hệ thống FPT. Thế mới bố cứ bảo ở FPT ngày xưa có một cái FPT, sau này mở rộng mở dài ra. Mới bố chỉ biết nhìn bên trên mà mới bố không nghĩ tới anh em mình đang khổ bên dưới. Ai không muốn là bây giờ mở một chuỗi cửa hàng như FPT, 64 tỉnh thành, 64 cái hãng, như vị Quốc Sơn đi, 64 cửa hàng, đúng không? 64 cửa hàng Quốc Sơn 1, Quốc Sơn 2, ở đâu cũng có Quốc Sơn. Thì Quốc Sơn chỉ là một người đầu tiên ở Việt Nam để làm được chuỗi cửa hàng như FPT, Thế Giới Di Động. Ngày xưa Đình Toán đi học cắt trôn đấy, mời bố đi học chiến lược FPT này, ok, Thế Giới Di Động này. Thằng cha nào không muốn giàu, con nào muốn nghèo đâu. Như cửa hàng thì Tuấn đang cho thuê này, ở đây này có 25 triệu một tháng này. Có bố nào giỏi về chiến lược kinh doanh, về ở Bình Định này mở cái cửa hàng đây, thuê mặt bằng tháng 25 triệu ngày, chết dãy ngay. Đấy, nhiều anh em xui thì Tuấn bảo ở ra ngoài đó thuê mặt bằng tháng 25 triệu đi. Bảo ông bà nội thì Tuấn sống lại thì Tuấn chưa dám, mới ông có giỏi về đây dám. Đấy, khách ở đây mới ông về nhà ăn hết đi. Ở đây đang cho một thuế mặt bằng của ngân hàng, người ta nghỉ, người ta giờ người ta để lại cho thuê 25 củ về đây mà nhai. 25 triệu về đây ôm khoảng 5 thằng lính nữa, một con kết toán nữa. Tôi đảm bảo ông mà có tiền nhiều thì khoảng 6 tháng ông cũng lượn. Ở ngay chợ Bình Định, trung tâm Trần Phú, ngay khu mà sầm uất hot nhất ở thị xã An Nhơn, đang có mặt bằng tháng 25 triệu. Nếu về nhà mở một trung tâm bảo dưỡng sửa xe thì cực là ok. Nguyên căn nguyên nhà, mặt tiền bề ngang rất đẹp, 8 mét bề ngang, bề sâu rất dài và đẹp. Nếu anh em nào hay là những tiền bối bậc kinh doanh giỏi về đây mở cái chuỗi cửa hàng bảo dưỡng, thì Tuấn dẹp tiệm cho anh em làm luôn. Ôm trong tay về nhà phè phè 5 thằng lính, con kết toán, về nhà khai trương múa lân hoa hòe treo cho đống vô, 6 tháng sau dập tiệm là chuyện bình thường. Đây thì Tuấn chia sẻ nhá cho nhiều anh em nào ấy đang điều kiện nó còn khó, mà cuộc sống anh em mình đâu có ai cũng giàu đâu. Mỗi ông đi dạy học ấy, mỗi ông nghĩ rằng ai cũng giàu hết, chúng mày không tiền, mẹ tao hót cho vài câu chúng mày đi vay, các bạn lại có một cái tôi về nhà lại đua đòi đi vay tiền. Đình Tuấn khuyên cáo đừng chơi cái đó, mạo hiểm lắm. Các bạn nào mà nếu mà gia đình đang gặp khó khăn đấy, có gia đình có bố mẹ còn sống, vợ con, đừng chơi cái đấy nhá. Có một mảnh đất ở, ai cũng muốn làm giàu, các bạn đừng bao giờ mạo hiểm lấy cái sổ đỏ nhà. Hiện tại nhà các bạn, Đình Tuấn đang nói nhà A đang có hai bố mẹ già, trong tay có ba đứa con, một con vợ và bạn nữa, là 6 mạng người. Cầm cái sổ đỏ đi ngân hàng mượn 200 chai thì ngân hàng bây giờ lãi suất cho vay cứ khoảng 0.8, 0.9 cho tới 1 chấm. Được chưa? 1 triệu tháng 10.000, 10 triệu tháng 100.000, 100 triệu tháng 1 triệu, 200 triệu là các bạn phải đóng tiền lời 2 triệu đấy. Vay 200 triệu ngân hàng có mà bèo gì, các bạn phải đóng lãi suất ngân hàng 1 tháng 2 triệu. Rủi ro lớn, 2 triệu thì nó nhỏ thôi, làm có tiền nó nhỏ lắm, phịch một ngày đủ hàng tháng. Nếu mình muốn mong rằng mở ra ai cũng muốn hết, một tháng mà vay 200 triệu để đầu tư cho cửa hàng
chỉ làm 1 đến 2 ngày có 2 triệu để đóng tiền lời, ai cũng chơi hết. Đình Tuấn đây cũng chơi luôn. Nhưng bây giờ nó cứ mèo mẹt, cứ lặt phặt ngày vô, cái nhông xuyên dĩa vã cái lốp, thay được dàn áo, làm được vài bình nhớt, vỡ mồm liền. Con ba đứa kêu ba ơi bố ơi sửa, sửa. Rồi vợ kêu em ơi anh ơi hôm nay em đau lưng cho em ít tiền đi khám. Bố mẹ bị nhức xương, con ơi thuốc đau đầu lắm anh em ơi, tóc nó bạc ra luôn đấy, có ai hiểu không? Chỉ có người nào khổ gặp thì người mới hiểu, còn những người mà dạy thì người ta có hiểu đâu, người ta lấy tiền rồi đúng không? Đời là thế thôi, sống mà để gặp được người tốt thì khó lắm. Giống ông mà giới thiệu bên bất động sản vậy. Bảo đi học bất động sản, về nhà nhìn mảnh đất đấy mua, không có tiền đi vay mua. Ai không muốn làm bất động sản, ai không muốn làm mua miếng đất đấy, ok đấy, đúng không? Ai không muốn là mua miếng đất đấy để vài tháng sau bán kiếm lời, ai cũng muốn hết. Đình Tuấn thì cũng muốn, huống chi là anh em. Nhưng đâu có dễ ăn đâu. Biết bao nhiêu ông chủ bất động sản, có người thành công, người thất bại. Kể cả buôn một con xe vậy thôi, Đình Tuấn nói ra các bạn thông cảm chút xíu. Biết mua được con xe đấy, bán là có lời đấy, nhưng rủi ro mua, thứ nhất không có tiền, cái thứ hai mua được nó rồi biết là có lời, nhưng về nhà để bao nhiêu tháng mới bán được con xe đấy. Còn bán sang cho cò cho lái thì kiếm tiền nước uống, bỏ số tiền nó nhiều, nó không có xứng đáng. Còn mua về nhà để lau, để chùi, để phơi nó ra ngoài kia để bán, để cho khách hàng tới thì khó lắm, nó phải có cái duyên. Ai có muốn làm điều đấy? Đình Tuấn từng làm tất cả những món buôn những con xe ghẻ cỏ ngày xưa về Bình Định này, không có tiền, 3 triệu mà không có luôn. Khách hàng đi mua con quay ghẻ, mình đi giới thiệu, thằng nào bán xe gọi thằng cò, thằng lái nó cho 50k, còn bên mua người ta thương, người ta cho gói thuốc hút. Sau này có tiền mua được con xe ghẻ về nhà dọ thì bây giờ giam để bán cho khách hàng thì hết vốn, tiếp tục mang bán lại cho thằng lái kiếm vài lít, sau này có vốn mua về nhà dựng đấy, mua ngọn bán gốc mới được mãi được ngày hôm nay. Và sau này có rất nhiều xe qua tay Đình Tuấn nghiên cứu FI này, vài năm nay ngồi gãy lưng. Anh em thường nghĩ rằng những cái mắt này nó mờ luôn, mờ không nhìn thấy chữ luôn, ra tạt nước để nghiên cứu mới được ngày hôm nay đấy. Không phải Đình Tuấn nói tài nó phét lác đâu, quặt lưng. Nhiều lúc các bạn tin tưởng không, Đình Tuấn này chia sẻ thật. Nhiều lúc vợ con người ta đi ngủ ấy, thức cả đêm để sao hết tờ giấy nọ trang giấy kia, để viết những cái xe phun xăng điện tử, viết hết tờ giấy này, viết qua tờ giấy khác, viết sai lại bỏ, lại viết lại. Và những con xe mang vào còn lựa từng chân đi xe để nhìn màu dây và đo khi các bạn đã hiểu về nó. Còn ai dám nghịch đâu, nghịch nó chết một phát, tiền đâu mà đền. Nhá. Không phải là phải phích một phát được như ngày hôm nay đâu, leo từng bước đấy. Bây giờ còn cái lưng nó hơi bị đau, chị nói cái bận lưng này nó là ok nha anh em. Còn xe cộ và hệ thống FI máy ở đây Đình Tuấn chẳng có gì là thiếu đâu, nhiều lắm. Ba cái IC các loại, linh kiện đồng hồ điện tử, thứ gì cái gì cũng có ở tại ở đây ấy. Đình Tuấn cứ làm được tiền là mua hết về, anh em biết không?
phải ngồi câu từng sợi dây điện này anh em biết không, cắt ra hàn vào bó từng cái rắc này một, hoa hết cả mắt. Con IC này chân bao nhiêu để nó chạy cảm biến này, con IC này chân bao nhiêu, nó đâu phải là trùng chân đâu. Trùng chân thì xài một rắc, nó khác chân. Đấy, con Avalax 2016 này thì chân 1 nó là ở con cảm biến gì, con 2013 hay con Lead nằm ở vị trí nào, thấy không? Đấu 3 sợi dây này không, hoa hết cả mắt. Chẳng qua đó là một cái niềm đam mê, mình thích thì mình làm cho nó vui thôi. Còn con đầu bò này này, nó sinh ra này, nó dở này, nó hay bị giọng lốc này. Anh em phải xử lý lại là một này, nó dở, cái này hay bị hụp ga này. Thì chạy thời gian lâu cái gì cũng hụp ga, thì anh em phải biết cách xử lý. Không có cái gì hết, các bạn cứ đến với Đình Tuấn thì tất cả mọi vấn đề Đình Tuấn sẽ giải thích và giải đáp cho anh em nhiệt tình. Nó chỉ là một cái hệ thống FI phun xăng điện tử, khi các bạn đã thông suốt được nó thì tất cả đều ok hết. Thằng này sau này hư nữa này, bị mo ven này, thật sự Đình Tuấn mở một con xe ra không dám nói xạo anh em chứ biết cái nào nó hư trước cái nào hư sau luôn, 100% thì không dám. Nhưng Đình Tuấn mở một con xe bốc tắt ra thì những yếu tố mà kỹ sư người ta thiết kế ra, nhà sản xuất ra thiết kế ra, cái nào sau này sẽ bị hư ở đoạn đấy Đình Tuấn sẽ biết ngay. Bởi vì va quá nhiều xe, gặp quá nhiều ban bận, vô vàn ban bận nó qua tay Đình Tuấn, thì những con xe này thiết kế ra trước sau nó cũng phải hư ở chỗ đấy. Quy luật làm việc của những con cảm biến hoặc là những con rờ le ten mo ve thì đương nhiên sẽ tiếp xúc không chuẩn, thì đương nhiên sẽ gây ra những hiện tượng trên xe FI. Ở đây thật sự như một dịp mùa Tết, cái tháng chạp, rất nhiều xe, và ở đây đặc biệt Đình Tuấn không sửa những dòng xe Trung Quốc, trừ khi là khách quen hoặc những lúc nào anh em rảnh rỗi có để anh em làm lật phẳng lấy tiền mua nước, chứ ở đây hầu như vài năm nay Đình Tuấn rất ít sửa những dòng xe Trung Quốc, chỉ có xe ga và xe số xe hãng, nên mới được ngày hôm nay. Tất cả mọi yếu tố nó được lưu ở trong này, đúc ghép thành một khối đá tảng. Khi một con xe mang vào chỉ cần màu dây như vậy, phịch là phải kiểm tra, dùng hai đồng hồ. Đặc biệt các bạn phải có đôi tay, làm cái gì thì làm. Đôi khi các bạn giỏi về kiến thức nhưng đôi tay các bạn làm không được thì vứt bỏ. Bởi vì yếu tố mình làm nghề này phải nhờ bằng đôi tay, bằng đầu óc. Đấy, đôi tay này mới lèo khèo thì không làm ăn được gì hết. Bởi vì sao? Mình cũng muốn rằng đôi tay này nó chuẩn đấy chứ, nhưng đôi khi nó không chuẩn được. Bởi vì miệng nói thì tai nghe, mà đôi khi tai không nghe được nữa thì đương nhiên mình nói nó ra ngoài hết. Giống tay này cũng vậy, mình muốn mình làm nhưng đôi tay này nó bị rung, hoặc đôi khi nó cắm nhầm thì đương nhiên nó sẽ sai lật, nhờ tất cả vào đôi tay này. Đấy, kể cả anh em đi học về lĩnh vực điện tử, đồng hồ hay LED, các bạn đã có kiến thức về những đường đi, nước bước, về hệ thống của mặt đồng hồ hay đèn LED, nhưng đôi tay các bạn cầm bỏ hàng này không được thì vứt. Đấy, có kiến thức trong đầu nhưng đôi tay các bạn không làm được, coi như là vứt, kiến thức ấy bỏ. Thế thôi, hàn chì là các bạn phải cảm nhận được cái mối hàn có ok hay không. Không phải là bon vào, nó dính là xong. Lắc này sợ nó rớt, vứt bỏ. Phải để làm sao nó phải ok. Còn làm không được nữa, trong tay các bạn có thể dùng cái mỏ hàn tới hàng 10 triệu thì hàn cũng vứt bỏ. Kể cả những thiết bị hút chì, hút thiết, nhiều người giỏi lắm, người ta không bao giờ phải dùng hút chì, hút thiết đâu. Những thiết bị đã bán về nhà, thiên hạ người ta bán, chắc chỉ có ế. Như Đình Tuấn này chẳng hạn như vậy, không dám nói giỏi. Ai bán hút chì hay hút thiết, ế hết.
không bao giờ phải cần những cái thiết bị nào để hút chì hút thiết, nhưng mặt bo vẫn ra phà phà. Ngày xưa Đình Tuấn cũng chưa luyện tới, đi mua hết những cái mỏ hàn, hàn điện thoại, mỏ hàn kim, mỏ hàn bật kim, mỏ hàn nhọn ơi là nhọn, mỏ hàn nhiệt độ. Bởi vì sao? Những linh kiện điện tử nó nhỏ, mình phải dùng mỏ hàn nhỏ nhỏ để bo vào. Sau này nó hư, cứ cái trăm mấy, cái 200. Cũng lên mạng mua, cũng đi nhờ mấy anh em làm điện thoại mua, về nhà bỏ kẹo hết. Chỉ có mỏ hàn sung ấy, hàn mới sướng. Ok, nếu anh em sử dụng thành công, dùng mỏ hàn sung, cố gắng mà luyện. Tua đồng hồ nhiều lúc anh em ở hay là lấy máy đi, tất cả do là thao tác anh em. Dùng mỏ hàn kim hay mỏ hàn gì thì Tuấn không biết, cho nghịch. Con đề được không? Không, mất điện không được. Con bóc còi được không? Hả? Chắc vào đây coi. Chắc vào đây coi. Có thông minh không? Em chờ chút nha. Thế nào? Mai kiểm tra thì ngồi coi cái xe không? Có cái này cũng còn tươi. Mai phải mở ra chứ giờ sao mở? Mai đi được. Mai. Coi cứ đi. Không được giờ mở ra phê lắm. Nhẹ tháo ra làm liền những giờ bung hết thật nhựa ra. Mở bung ra. Xe nằm dưới kia. Đúng cái xe đó nào rồi. Bắt bình rồi. Con này kiểm tra cái bình điện sạc sẽ không nổ đâu. Điện có kìa như vậy không nổ đâu. Mai làm được anh em làm cho chứ. Đây cầu chì nó còn cháy, còn sáng mà cầu chì mà nó không cháy thì thay liền, như hết bình thì sạc cho bình, kiểm tra bình bóng đèn nét nẹt thôi. Mai làm cho, mày chứ ai đâu cũng làm. Cắt ly để đây, làm chạy dao cho mà ly. Mai làm cho chút rồi chạy lên, tháo ra giờ phê lắm, mấy giờ biết. Mấy giờ này, có về bỏ tiền trên đi, mà đi nhậu xíu quay lấy. Có về anh cơm cho tôi làm cho, để tiền trên. Để tiền trên là của người ta. Phải tháo làm kiểm tra bên trong như dễ ăn quá. Giò nó chứ. Chào anh em nhé.